Xin chào cả nhà đến với Mê Lan TV. Hôm nay bên em sẽ giới thiệu một cái dòng là bà liễu xưa, hay là dòng nắng bà liễu xưa. Bên em đã vô chậu sẵn cho mấy anh chị về chơi Tết. Này, dòng hoa này là dòng rất thơm. Đây, cây như em đang quay đây là một cây như vậy, là giá nó có hiển thị trên màn hình của anh chị. Đây, cây như vậy. Cái dòng này là dòng bà liễu xưa nha, hoa rất thơm. Giờ là thời điểm là bữa trưa nên hoa nó rất thơm. Cây này là rất xiên bông và hoa lau tàn. Thế em bán là tầm cao khoảng tầm từ 70 cho tới 80cm tính cả chậu nha. Bên em đã ghép chậu sẵn cho các anh chị rồi, giờ về có treo chơi thôi. Cây nó đã thuần chậu rồi nha. Đó, một cây như vậy là bên em bán là với giá là có trên màn hình á, anh chị cứ xem ở trên màn hình. Cái hoa, mặt hoa bà liễu xưa nè, năm cánh trắng lưỡi tím, hoa dòng hoa rất thơm, hoa lau tàn. Chắc có nhiều anh chị chơi lan là anh chị đã biết cái dòng này rồi. Nếu mà chơi lan dendro mà không có dòng này là một sai lầm lớn rồi. Dòng này hoa rất đẹp. Dạ, thị trường nó đang khan hiếm cái dòng hoa này rất nhiều. Ở bên em là nó siêu tầm được cái vườn này, là nó có mấy chậu, là chậu này là chậu phi 30 nha mấy anh chị. Đây, cây em giao cho mấy anh chị là cây nó to như vậy. Này là chăm cũng lâu đó nha, chăm người ta chăm là khoảng tầm hơn 2 năm á, cây mới được cao như vậy á. Rất xiên bông, dòng này là rất xiên bông. Mấy anh chị là cắt bông không kịp, bông nó ra từ nách lá, đang nhú mầm hết toàn bộ. Đây, mấy anh chị cứ xem mặt bông nó rất xiên bông. Dòng này là một trong những dòng nắng xưa mà còn tồn tại tới bây giờ. Vì cây nó rất đẹp nên người ta vẫn cấy mô liên tục, người ta cấy mô hoài. Hoa rất thơm nha anh chị. Rồi, cái anh chị nào mà muốn sở hữu cái dòng này, sưu tầm cái dòng này thì để lại cái số điện thoại, bên em sẽ gọi trực tiếp cho bên anh chị nha. Sẽ tư vấn kỹ thuật toàn bộ từ phân thuốc, từ lúc anh chị mua cây về cho tới anh chị chăm tới suốt đời luôn đó nha. Hoặc là có cái số điện thoại trên màn hình á, giá cả thì anh chị cứ xem trên màn hình nha. Một dòng lan rất đáng sưu tầm nha anh chị. Em chào tất cả mọi người ạ. Hẹn gặp lại mọi người nha, với clip tiếp theo.